Chào tất cả các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Thì hôm nay mình làm video này thì cuộc sống hàng ngày như các bạn cũng đã biết đó là chúng ta hiện tại là tiếp xúc với môi trường internet rất là nhiều. Như vậy các bạn có bao giờ các bạn hỏi vì sao chúng ta lại tiếp cận nhanh đến như vậy? Và các bạn thường lên trên những trang web hoặc những trang diễn đàn, các bạn thường thấy sale, và bên cạnh đó cũng là một câu hỏi sale là gì, và từ sale đó trong tiếng Anh, và sale là trong tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Vậy câu hỏi sale là gì? Sale là tối ưu công cụ tìm kiếm, tức là làm trang web hay các dạng nội dung số có được thứ hạng cao và trên bảng xếp hạng sale để tìm kiếm, như là bộ máy của Google, Bing, Yahoo, và là một công cụ quan trọng cực kỳ hiệu quả trong thời kỳ bùng nổ thương mại điện tử ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay hầu hết các doanh nghiệp đều chú trọng đến việc quảng cáo thương hiệu thông qua các kênh marketing online, và một trong những nhánh nhỏ của kênh marketing online được nhiều doanh nghiệp chú trọng nhất hiện nay đó là sale. Và bất cứ doanh nghiệp hay cá nhân nào có thể tận dụng tốt sale thì cũng có thể dễ dàng đi bán được sản phẩm. Vậy lợi ích của sale là gì và sale như thế nào? Và hãy đến với chuyên gia sale Trần Đình Tĩnh, bạn sẽ hiểu rõ về vấn đề quản trị web và thiết kế web sale on page, và cách viết bài tối ưu web, và tự bạn có thể quản trị hết mọi thứ để làm sale với kinh nghiệm thực tế khi làm dịch vụ sale và giảng dạy của chuyên gia, chia sẻ và hướng dẫn chi tiết nhất đến với bạn, và nhanh tay đăng ký khóa học sale cơ bản và làm sale lên top ngay bây giờ. Thì lợi ích của khóa học là bạn có thể tự làm sale và kinh doanh riêng, và có thể tự mở dịch vụ sale và làm sale leaner tại các công ty. Thì đối tượng đào tạo đó là nhân viên kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh hoặc marketing online, và muốn tăng doanh số bán hàng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, giám đốc của công ty, và lập trình viên IT, thiết kế web và học sale để phát triển công việc kinh doanh tự do, học sale để tăng doanh số bán hàng. Nhưng sale muốn nâng cao tay nghề và làm việc các dự án khó hơn. Và mời các bạn theo dõi một đoạn video của chuyên gia giới thiệu về phương thức của khóa học. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học sale bài bản làm sale lên top. Tôi là Đình Tĩnh, hiện tại tôi đang là CEO của công ty Sale Legal, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ sale và đào tạo sale. Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm sale, tôi đã thực hiện hơn cả 100 dự án và hàng ngàn từ khóa lên top cao trên Google. Hiện tại tôi đang tham gia đào tạo sale tại Đại học Bách Khoa và một số trung tâm đào tạo sale khác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nghĩ rằng sale rất khó nhưng nó không khó như bạn nghĩ. Chỉ cần bạn sử dụng thành thạo vi tính văn phòng thì bạn hoàn toàn có thể làm sale được. Với kinh nghiệm thực tế của mình, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sale đơn giản và dễ hiểu nhất để cho các bạn khi kết thúc khóa học bạn có thể tự mình làm sale được. Bạn sẽ nhận được những cái kỹ năng nào sau khóa học này? Bạn hoàn toàn có thể tự thiết kế web cho riêng mình, tự tư website chuẩn sale, viết bài chuẩn sale, và hoàn toàn có thể tự xây dựng liên kết cho website của mình, đưa website của mình lên top cao hơn. Đặc biệt mình dành tặng cho bạn 6 cái chiến lược sale nâng cao mà công ty mình đang thực hiện và đã rất thành công. Sau khi kết thúc khóa học, bạn có thể hoàn toàn kinh doanh online được mà không tốn bất cứ chi phí nào. Bạn có thể tham gia vào các công ty sale làm vị trí cao như leader hoặc là trưởng phòng. Bạn hoàn toàn có thể mở dịch vụ sale hoặc đào tạo sale giống như mình bây giờ. Tất cả mọi người đều có thể tham gia khóa học này. Sinh viên tham gia khóa học này để có hướng đi mới cho sự nghiệp của mình. Kinh doanh tự do tham gia khóa học này để có thể tăng doanh số bán hàng, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Giám đốc công ty tham gia khóa học này để có thể có một hướng đi mới cho doanh nghiệp của mình. Và sau khi các bạn chọn đường link của video này để đăng ký thì các bạn sẽ giảm giá được 40%. Thay vì các bạn đăng ký tại website unica.vn thì các bạn sẽ không được ưu đãi, nhưng các bạn chọn vào
đường link ở phía dưới video của tôi thì bạn sẽ được khuyến mãi. Thì bài chia sẻ hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy bài này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem, và hãy đón xem video tiếp theo của tôi giới thiệu những khóa học đặc biệt hơn. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo.